Sau đây, tôi xin đại diện cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành trình bày phần hùng biện của mình. Cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Ai sinh ra và lớn lên cũng có một quê hương, một cội nguồn nuôi ta khôn lớn, nhìn ta trưởng thành, đưa ta tiến bước. Chính vì vậy, dù là bất cứ ai cũng cần phải có một lòng biết ơn quê hương và khao khát xây dựng một quê hương giàu mạnh. Tôi và các thế hệ trẻ của thành phố Uông Bí sống có bản lĩnh, có tri thức, có ước mơ, có hoài bão và có khát khao xây dựng một thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp sức trẻ vào phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm để xây dựng một thành phố Uông Bí và một Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn. Thành phố Uông Bí nằm cách thủ đô Hà Nội 130 km, cách thành phố Hải Dương 60 km, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30 km và cách thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là 45 km. Với mạng lưới giao thông thuận lợi cho việc giao lưu và tiêu thụ hàng hóa, thành phố Uông Bí còn nằm trong vùng tam giác động lực phát triển của miền Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, rất thuận tiện cho việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố Uông Bí còn là thành phố có trữ lượng khoáng sản lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh đang được khai thác. Thành phố còn nắm giữ vị trí quan trọng trong an ninh, quốc phòng, là tuyến phòng thủ phía đông bắc của Tổ quốc. Nhắc đến Uông Bí ngày hôm nay là nhắc đến một thành phố Uông Bí đầy năng động, sáng tạo, có ý chí tự lực, tự cường, luôn tiên phong trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là một trong những cực tăng trưởng và là một trong bốn thành phố đầu tàu của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Uông Bí còn được biết đến là đô thị của than và điện, nắm giữ vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng và phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ninh cũng như toàn miền Bắc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thành phố đang hướng tới một nền kinh tế xanh để phát triển bền vững hơn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ kinh tế than và điện sang phát triển du lịch và dịch vụ. Đây cũng là con đường phát triển chung của toàn tỉnh Quảng Ninh. Trong những năm đại dịch COVID-19 vừa qua, người dân trên toàn thành phố đã phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm khi chung sức, đồng lòng tạo những pháo đài chống dịch tại các địa phương. Hình ảnh cách đây hơn 2 năm, vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, khi các chiến sĩ cảnh sát tỉnh Bắc Giang đứng nghiêm trang chào đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển xung phong lên tuyến đầu chống dịch, làm lay động trái tim bao con người Việt Nam. Chủ trương trong những năm gần đây của thành phố Uông Bí là phát triển sản phẩm du lịch để liên tục đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế, thay đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Thành phố Uông Bí đẩy mạnh phát triển để khai thác toàn bộ tiềm năng của tài nguyên du lịch. Thành phố Uông Bí còn là một trong những khu vực có dự án đầu tư về đào tạo, tạo nguồn tài nguyên nhân lực có chất lượng cao, hướng tới một nền kinh tế, một môi trường đầu tư lành mạnh để thu hút các nhà đầu tư đến thành phố Uông Bí, là một công dân, đồng thời cũng là một thanh niên với sức trẻ và khát khao cống hiến. Tôi và các thế hệ thanh niên của thành phố Uông Bí hãy cùng nhau chung tay đốt lên ngọn lửa cống hiến để xây dựng một thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Bên cạnh những tư tưởng sống cao đẹp thì vẫn còn những đoàn viên, thanh niên sống không có lý tưởng, sống ngần ngại, ngại khó, ngại khổ hay thậm chí còn vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến truyền thống của dân tộc. Đây là một điều rất đáng buồn. Bác Hồ đã từng nói, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, từ thế kỷ 21 là thế kỷ của hội nhập thế giới, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi thế hệ thanh niên của chúng ta cần phải chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm tri thức để có thể đưa tổ quốc ngày càng phát triển hơn. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Tôi xin mượn lời ca khúc Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng để thay cho lời kết của mình. Tôi mong rằng tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, những mùa xuân của đất nước, mùa xuân của xã hội, hãy cùng nhau chung tay để xây dựng một thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ Chủ tịch đã căn dặn. Tôi xin hết.